Toàn cảnh hôn lễ đình đám của Phương Trinh Jolie và Lý Bình ngập tràn hạnh phúc, choáng ngợp với sức lễ khủng. Sáng ngày 25 tháng 4, đám cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã chính thức diễn ra trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và bạn bè thân thiết. Trước giờ diễn ra hôn lễ, cả hai đều được bắt gặp với trang phục thoải mái và năng động tại nhà riêng. Ngay từ sáng sớm, ekip làm tóc, trang điểm, chụp hình đã có mặt tại nhà cô dâu và chú rể để chuẩn bị cho ngày trọng đại của cặp đôi. Khung cảnh tại nhà riêng của cô dâu đã nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ khán giả. Màu chủ đạo được sử dụng chính là màu xanh và màu trắng, tạo cảm giác ấm áp nhưng không kém phần hiện đại. Phương Trinh Jolie bất ngờ xuất hiện dưới sảnh nhà trong lúc chờ đợi Lý Bình đến đón dâu. Cô mặc một chiếc áo dài trắng đầy nữ tính và ngọt ngào. Người đẹp nở nụ cười đầy hạnh phúc đón chào khách mời và người thân tới tham dự đám cưới. Giờ lành đã điểm, Lý Bình bắt đầu xuất phát từ nhà riêng đi đón dâu. Nam diễn viên đã tự tay lái siêu xe G63 đầy nổi bật để rước nàng về dinh. Anh mặc áo dài trắng mà không giấu được sự hạnh phúc khi chuẩn bị sang nhà cô dâu. Dàn bế tráp gây chú ý với ngoại hình ưa nhìn đầy nổi bật. Các chàng trai và cô gái bê quả đã thể hiện sự vui vẻ và thân thiện trước khi chú rể tiến vào bên trong nhà riêng của cô dâu. Một cô gái trong dàn bê tráp đã trêu đùa phải uống rượu mới được rước cô dâu về dinh. Trong khi thực hiện nghi lễ gia tiên, cả hai đều không khỏi xúc động trước sự quan tâm ân cần của quan viên hai họ. Sính lễ nhà trai đem đến trao cho cô dâu mới đã khiến khán giả được một phen choáng ngợp. Ngoài sính lễ truyền thống, gia đình Lý Bình còn chuẩn bị thêm hai mâm sính lễ bao gồm vàng miếng và trang sức bằng kim cương, hột xoàn. Tổng trị giá sính lễ lên đến 5kg vàng, còn có trang sức giá trị lên đến 2 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành nghi lễ, cặp đôi đã bước ra sảnh nhà để trả lời phỏng vấn và chia sẻ về các dự định tương lai. Cả hai không ngần ngại thể hiện sự tình tứ và khóa môi trước nhiều người. Phương Trinh Jolie cho biết Lý Bình đã mất ngủ để chuẩn bị đám cưới diễn ra tốt đẹp nhất. Đúng như lời hứa, trước khi bước vào nhà cô dâu, nhà gái đã khui rượu để thách cưới nhà trai phải uống hết mới được rước dâu. Phương Trinh Jolie và Lý Bình cùng dàn trai xinh gái đẹp đã bung xõa thoải mái vui đùa cùng nhau trong ngày trọng đại.